chúng ta vỗ tay cảm ơn chị rất nhiều. Và liên tục chương trình xin mời quý vị Nhật Bản chúng ta cùng đến với giọng ca của chị người đến từ quê hương đảo phú quý xa xôi của mình chúng ta. Và về thì về đây cũng có một món quà âm nhạc để gửi đến quê hương xứ người của chúng ta, mời chị người ạ. Chị người đâu? Xuân cũng đã nhận được 999 lời yêu cầu, hãy mời chị người đến từ quê hương đảo phú quý xa xôi ạ. Và xin tình đã nhận tín hiệu từ đảo Phú Quý nói rằng chị mời của chúng ta đã từng đạt giải tại Phan Thiết. Và nhất thiết hôm nay có được một giải nữa hay không? Đó là gì nữa rồi? Phóng tay! Phóng tay! Phóng tay! Phóng tay! À vâng, chân thành cảm ơn chị. Mời chị. Ngồi xuống cả. Yeah.